Trước khi vào hội nghị, thông qua điểm cầu trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh về công tác ứng phó với cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí gửi lời động viên, chia sẻ với nỗ lực cố gắng của các địa phương, các lực lượng trong những ngày qua, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương không chủ quan lơ là, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo tại công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành. Đồng chí nhấn mạnh, từng cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực vào cuộc cùng cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng, chiến thắng và vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, hướng dẫn số 27 ngày 26 tháng 8 2024 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 2024 của Bộ Chính trị. Kế hoạch số 186 ngày 30 tháng 7 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Thái Nguyên tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc quán triệt các văn bản trên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm thông suốt, thống nhất về chủ trương, quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp và các vấn đề cụ thể khác để triển khai cụ thể hóa, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung quán triệt, triển khai, lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp phải thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí. Về công tác xây dựng văn kiện, đồng chí đề nghị tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị phải đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện, tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Về công tác nhân sự, phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định. Đảm bảo sự kế thừa, đổi mới và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ, đề cao, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tăng cường ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng, trọng yếu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh về công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc mà dư luận, cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.